Vin làm bánh cho ai đấy? Bánh gì? Vin làm bánh gato à? Bánh gato hay là bánh gì? Ủa cái đấy để lau mặt cho mẹ mà sao lại vo hết rồi kìa. Để vo hết rồi kia, mẹ về mẹ mắng bây giờ. Hết rồi, vo hết rồi, nếu mẹ về mắng. Cười, cười. Đi vo đấy làm bánh gì? Làm bánh sinh nhật à? Bánh trôi à? Bánh tròn à? Bà không nghe gì hết.